Xin chào các bạn. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách add ID Asmos vào trong cái suộc app của Android Studio. Vừa trước thì mình đã có cái video hướng dẫn cho các bạn tạo cái ID Asmos trong tài khoản Google Asmos rồi. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách add ID Asmos vào trong suộc code của Android Studio như thế nào. Thì ở đây các bạn cứ nhớ nó gồm có 3 cái hình thức để mà add ID Asmos vào trong cái source code. Thứ nhất đó là một cái hình thức phổ biến nhất, đó là trong cái source Android Studio thì thường thường cái ID Asmos nằm ở đâu. ID Asmos nằm ở trong cái phần value, phần string. Thì trong phần string này thì các bạn tìm cho mình một cái đoạn code, đó là phần app share app book. Thì đây là những ID Asmos. Thì cái hình thức đó là banner và integer. Đây là cái ID, nó nằm ở trong ID Asmos, nó nằm trong string. Đây. Thì chúng ta sẽ thay đổi vào ở đây. Khi các bạn tạo xong ID Asmos ở bên tài khoản Google Asmos nè. Rồi, hình thức thứ hai là nó sẽ nằm ở trong cái Asmos, ID Asmos, nó nằm ở trong cái code Java luôn. Thì trong phần code Java thì nó nằm ở trong file setting app. Thì trong phần này thì nó nằm ở đây. Đó. Thì các bạn chỉ có thay đổi ID Asmos vào đây thôi. Thì cách thay đổi ID Asmos thì các bạn vào trong cái phần làm search cái keyword là test ID Asmos. Thì trước hết khi các bạn làm thì khuyên các bạn nên add cái ID test này vào trước. Sau khi chúng ta muốn public thì chúng ta sẽ add cái ID chính thức của mình vào sau. Rồi, ví dụ như add vào đây thì các bạn chỉ có copy và dạng vào thôi ha. Thì khi dạng vào thì các bạn lưu ý đừng có để nhỏ có những cái khoảng hở ha. Ok. Đấy. Rồi. Các bạn chỉ thay đổi vào ở đây thôi. Nhắc lại cho các bạn, đó là gồm có ID Asmos nằm ở trong cái file string của phần REST. Thứ hai là Asmos nó nằm ở trong cái file setting của Java, của thư mục Java. Thứ ba là ID Asmos nằm ở trên cái server API đối với những app mà có guest API. Thì đó là những cái app nào, ví dụ như app music hoặc là app livestream. Thì mình ở đây có sử dụng một cái server ha. Thì trong server này các bạn thường thường nằm ở trong mục setting và phần mục Asmos setting. Thì trong phần này là sẽ có thông tin ID Asmos mình sẽ bỏ ở trên này để guess API về app của mình. Đây là một cái hình thức nó cao hơn hình thức của những cái app, loại app về liên quan đến server, đến guess API. Thì các bạn có thể setting ở trên server ha để guess về app. Thì trong phần này thì phần initial thì nó hiện thị lên asclick, nó hiện thị lên ví dụ như là đây mình set 5 lần hoặc là set 10 lần, nó hiện thị 10 lần trong một thời gian mở app ra. Đó. Ok. Trong phần này thì cũng có phần notification setting, API setting và app privacy policy vân vân. Unlock verify bootstrap. Ok. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi trong cái video làm sao để chúng ta add Asmos vào trong source code Android và add ở đâu.